Trần Diệu Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký chiều hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai là sự tiếp tay của tất cả những công ty về social media. Không những là họ đã có sự thiên vị chính trị, dần dần họ đang áp dụng cái biện pháp và nhân danh chống tin giả tin nhiễu để mà đáp ứng cái yêu cầu của những chế độ độc tài toàn trị. Quý vị, đó là cái đề tài của Phong ngày hôm nay. Và để đi vào cái đề tài này thì có lẽ là tôi sẽ phải đi ngược lại tất cả những cái gì mà trên mạng xã hội và trên giới truyền thông xã hội đã xảy ra trong suốt mười mấy năm qua. Và bây giờ tới lúc mà họ ngăn chặn và đạt được mục tiêu thì bắt đầu họ ngăn chặn tất cả những cái tiếng nói đối lập và đồng thời tiếp tay cho những chính quyền độc tài toàn trị tiếp tục ngăn chặn tiếng nói của những người đối lập. Quý vị, mạng xã hội trên nguyên tắc YouTube đã ra đời từ năm 2002, hôm nay đánh dấu 20 năm. Và mạng xã hội Facebook thì ra đời ở khoảng năm 2010 và cũng đã 12 năm. Và Twitter thì sau đó thì đại khái là họ cũng quá trình là xuất hiện khoảng độ 20 năm trở lại đây. Và khi mà họ xuất hiện vì cái nhu cầu muốn kiếm cái người ghi danh, họ đã bất chấp tất cả những luật lệ, thậm chí vi phạm vào bản quyền của nhiều cái công ty, nhiều tổ chức, nhiều cá nhân. Quý vị còn nhớ một dạo YouTube là một cái nơi rất loạn xạ. Họ đã để cho người ta vi phạm bản quyền một cách trắng trợn ở trên cái mạng YouTube. Rồi dần dần bị chỉ trích và bắt đầu điều chỉnh. Họ đã bắt đầu có cái quy tắc khó khăn trong vấn đề bản quyền. Và mạng xã hội Facebook cũng vậy, bây giờ bắt đầu siết chặt về bản quyền. Tuy nhiên, mạng xã hội Facebook thì được xem là nổi tiếng kể từ khi mà họ đã trở thành cái nơi để cho cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập diễn ra. Quý vị, khi mà mạng Facebook ra đời, họ đã mở ra một cái diễn đàn tự do cho tất cả mọi người. Và điều này nó đã dẫn tới tình trạng mà đã có sự thay đổi ở một số quốc gia. Những chế độ mà được xem là độc tài, là gia đình trị đều bị lật đổ. Và đặc biệt là khu vực của Trung Đông và kể cả Phi Châu. Thì quý vị thấy là từ Tunisia qua tới Libya, Syria liên tục thì nhờ mạng xã hội Facebook mà người dân có tiếng nói mạnh mẽ và đã phản đối được những chế độ độc tài toàn trị. Và quý vị, đó là cái câu chuyện của mạng xã hội. Và cái câu chuyện thứ hai tại nước Mỹ, nếu Obama không nhờ mạng xã hội năm 2008 và kể cả cái hệ thống Internet, Obama đã không chiến thắng được so với lại Hillary Clinton để chiếm ngôi vị hàng đầu. Có nghĩa là Obama chiến thắng được trong cái việc đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống. Thì quý vị, ông ta đánh bại Hillary Clinton là bởi vì ông ta sử dụng mạng xã hội. Lúc đó Facebook mới chớm nở và mạng xã hội khác, Google cũng như là trong đó có một số những cái mạng lúc đó còn tồn tại, MySpace rồi tùm lum hết quý vị. Thì nhờ những cái mạng xã hội này, nó đã giúp cho Obama chiến thắng trước đại diện cho đảng Dân Chủ và chiến thắng sau đó đánh bại các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Và năm thứ hai của nhiệm kỳ Obama cũng sử dụng mạng xã hội để đánh bại cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, duy trì cái quyền lực của ông ta. Tuy nhiên, khi mà bước qua năm 2016, ông ta hết nhiệm kỳ, thì ông ta tin tưởng rằng với cái mạng lưới và uy thế của bà Hillary Clinton, cho nên ông ta không sử dụng cái mạng xã hội giúp đỡ cho bà Hillary, bởi vì nghĩ rằng bên đảng Cộng Hòa, Donald Trump không đủ tư thế để mà đánh bại được Hillary. Ông ta chủ quan. Và sự chủ quan này đã dẫn tới tình trạng Hillary đã bại trận và Donald Trump trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
kể từ khi mà Hillary đã bắt đầu bại trận, thì quý vị, Obama đã thức tỉnh và nhìn thấy rõ ràng mạng xã hội là con dao hai lưỡi với ông ta. Nó có thể giúp cho ông ta chiến thắng được cái ghế tổng thống, nhưng đồng thời nó cũng giúp cho phía bảo thủ đối lập với ông ta càng có tiếng nói mạnh hơn, giữa lúc mà đã phía của cấp tiến và dân chủ họ kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thông, báo chí, điện ảnh và những cái diễn đàn được xem là có đông đảo người xem, họ kiểm soát gần hết. Nhưng riêng có mạng xã hội và Facebook, Twitter, Instagram và YouTube là những cái mạng xã hội mà đã giúp được cho ông ta thắng cử trước đây, thì đồng thời cũng giúp cho giới bảo thủ đã có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Và kể từ năm 2016, sau cái thất bại của Hillary, Obama đã mở đầu chiến dịch và dùng cái chữ gọi là tung tin giả, tức là disinformation, hay là manipulate media, hay dùng cái chữ fake news, để bắt đầu tìm những cái lý do này để bắt đầu áp lực tất cả những công ty mạng xã hội phải siết chặt cái mạng xã hội của họ. Thì những công ty này ban đầu là họ phối hợp và cấu kết với lại phía dân chủ để giảm đi tiếng nói của những người bảo thủ. Nhưng mà quý vị, tiếng nói bảo thủ mạnh nhất vẫn là Donald Trump. Họ không đóng được. Họ không đóng được trong lúc ông cầm quyền. Chỉ có khi mà sau cuộc bầu cử năm 2020, thì khi mà sau biến cố ngày 6 tây tháng giêng, khi có xác nhận của quốc hội, họ lập tức đóng ngay cái tài khoản của ông Trump trên tất cả các cái truyền thông xã hội. Và quý vị, chiến dịch của Obama đã thành công. Tất cả những tiếng nói bảo thủ đều bị chụp mũ, đều bị chụp mũ là tin giả, tin nhiễu và tin gây thao túng cái dư luận. Và các công ty truyền thông càng lúc càng siết chặt, nhất là truyền thông xã hội, những tiếng nói bảo thủ. Gần như tiếng nói bảo thủ đã không còn được tiếng nói mạnh mẽ ở trên mạng xã hội. Họ bị chặn hết và họ bị block hết. Thậm chí những phát biểu chính thức của họ trên sàn quốc hội cũng bị block luôn, cũng bị chặn luôn quý vị. Và điều này cho thấy rằng là các công ty Big Tech và các công ty truyền thông xã hội, ngoại trừ cấu kết với đảng Dân Chủ, họ xưa nay vẫn muốn khai thác những thị trường mới mà không bị làm khó khăn bởi những chế độ độc tài toàn trị. Và do đó quý vị, họ đã lợi dụng cái vấn đề disinformation này, họ đặt ra rất nhiều những cái quy tắc trong cái hệ thống AI của họ, tức là hệ thống robot của họ, để kiểm duyệt người ta. Thì đồng thời, họ cũng sử dụng cái này để làm công cụ cho những nhà cầm quyền độc tài toàn trị như Cộng sản kiểm soát tư tưởng của người dân. Và rất nhiều những cái clip của những người mà đưa lên khi mà có thái độ phê bình, chỉ trích hoặc là làm những cái clip hài, chỉ trích phê phán đều bị công ty YouTube, công ty Facebook chặn đứng hết quý vị. Và bây giờ sắp sửa tới công ty TikTok cũng nằm trong tình trạng này. Quý vị, đây là một trong những cái tôi cho thấy quý vị là chúng ta đang đứng trước một cái thế giới phân cực. Và chính những cái hành động này của những công ty mạng xã hội, lúc trước họ sẵn sàng mở sân để họ có thể lật đổ một số chính phủ họ không thích. Từ năm 2011, bắt đầu từ cuộc cái cách mạng của mùa xuân Ả Rập, kéo dài và sau khi mà họ đạt được mục tiêu, tức là lật đổ những chế độ đó, đưa được những người thuộc phe cấp tiến lên cầm quyền ở một số quốc gia, họ quay ngược trở lại, siết chặt mạng xã hội để ngăn chặn tiếng nói và kể cả những tiếng nói đối lập. Và không chỉ là trong vấn đề lĩnh vực chính trị đâu quý vị, ngay cả lĩnh vực y khoa họ đều nhân danh dựa vào những cơ quan của những chính quyền để họ ngăn chặn những lời phản biện khoa học ở trên mạng xã hội, bao gồm luôn cả y khoa, đặc biệt là trong vấn đề đối phó với đại dịch và những cái chủng ngừa để mà chống đại dịch hay là phòng chống đại dịch. Quý vị, họ chặn đứng hết. Và bây giờ bước kế tiếp, họ đã bắt đầu tiếp tay cho những chế độ độc tài toàn trị gồm có Cộng sản và xã hội chủ nghĩa đang dần dần bóp nghẹt tiếng nói của những người dân ở nước này, và thậm chí là giúp cho những cái chế độ này tiếp tục gọi là cai trị một cách sắc bén và ngăn cản cũng như bịt miệng những tiếng nói đối lập. Đây là một trong những cái hành động mà các công ty truyền thông xã hội đang tiến tới, và quý vị, họ không khác gì Cộng sản cả. Bây giờ cái hệ thống mà kiểm duyệt của mạng xã hội
không khác gì với cộng sản cả. Quý vị sẽ bị chặn rất nhiều thứ. Mặc dù họ nói rằng họ vẫn để cho quý vị nói, nhưng họ dùng những cái thủ đoạn khác để mà họ dập tắt tiếng nói của vị, tương tự như cộng sản. Cộng sản nhân danh là họ có tự do tôn giáo, họ lập ra một cái tôn giáo quốc danh để nói rằng họ có tự do tôn giáo, trong khi họ đàn áp tất cả những cái tôn giáo khác mà nằm ngoài tầm kiểm soát của kẻ cai trị. Thì bây giờ mạng xã hội cũng vậy quý vị, họ nhân danh là tôn trọng tiếng nói của quý vị và không có bịt tiếng nói của quý vị, nhưng mà họ giảm lượng tương tác, họ ngăn chặn cái clip của quý vị tới tận tay của những người khác hay tới tận nhà của những người khác. Thậm chí là họ còn nói rằng họ block cái view ở những nơi đó, hay là họ xóa luôn cái video của quý vị vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Quý vị, đây là cách mà mạng xã hội đã làm, không khác gì chế độ cộng sản đã từng đối xử nghiệt ngã với những người dân ở trong những xã hội này suốt nhiều năm qua. Thậm chí tới bây giờ người ta xem các cái mạng xã hội từ YouTube qua tới Facebook là một cái hệ thống KGB, tức là cơ quan mật vụ, sẵn sàng phạt quý vị vài chục ngày, 7 ngày hay vĩnh viễn nếu quý vị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của họ. Và tiêu chuẩn cộng đồng bây giờ nó loạn hết quý vị. Quý vị để một cái clip lên, quý vị để một cái chữ nào lên, nó cũng bị kiểm duyệt, nó cũng bị tìm cách gọi là ngăn chặn. Và đồng thời quý vị, nó chặn tất cả những cái tương tác để cho cái video của quý vị không thể được phát triển trên mạng xã hội. Mặc dù quý vị có cái lượng subscriber rất nhiều, nhưng mà không được bao nhiêu view cả. Quý vị, đây là cách mà thuật tính toán của các công ty truyền thông xã hội, đặc biệt là YouTube và Facebook, tìm cách để ngăn chặn cái tiếng nói của quý vị có thể được lan rộng hơn ở mọi nơi. Và quý vị không đủ khả năng để và không đủ sức để phản kháng. Và đối với các chính quyền của những xã hội dân chủ thì họ vẫn tuân thủ và vẫn tiếp tục tôn trọng lời nói của quý vị. Đây là cách mà họ đã làm quý vị. Và chính hành động này họ đang dần dần tiếp tay cho những chế độ độc tài toàn trị. Và quý vị, nếu điều này xảy ra và tiếp tục duy trì trong những năm tới thì quý vị nghĩ rằng là sẽ có chuyện gì xảy ra? Nếu các công ty truyền thông xã hội vẫn tiếp tục cái đường hướng này, sử dụng hệ thống robot và không giải thích rõ ràng trong tất cả những cái clip và trong những cái video của quý vị bị chặn hay là bị giảm tương tác, thì quý vị, khi mà người dân tiếng nói của họ không tới được những nơi mà họ muốn, họ có dừng lại để mà chấp nhận cái sự gọi là nghiệt ngã này hay không quý vị? Hay họ sẽ tìm những cách khác để họ có thể đưa tiếng nói của họ ra. Vậy quý vị, nếu mà đi lập một cái mạng xã hội mới như là cựu Tổng thống Trump cũng không tới đâu hết. Bởi vì quý vị thấy YouTube, họ xây dựng cái giang sơn của họ 20 năm rồi. Và chưa kể công ty Google đã có từ năm 1997, 96 rồi. Họ kiểm soát hết rồi. Bây giờ quý vị mới ra một cái trang mạng xã hội để cạnh tranh với họ hay để đẩy tiếng nói của quý vị lên thì đã muộn rồi quý vị. Họ chiếm hết diễn đàn rồi. Đó là thứ nhất. Thứ hai, họ có bạc triệu, họ có những cái warehouse server, họ có những cái dàn máy khổng lồ với những cái warehouse vài trăm ngàn square feet để mà cung cấp cho cái lượng người sử dụng. So với quý vị chỉ có một cái khu nhà nhỏ hay là một cái khu warehouse nhỏ có thể chứa được bao nhiêu và có thể đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu của người khác, quý vị không cạnh tranh nổi. Trong khi họ có cả tỷ người theo dõi, quý vị mới bắt đầu từ con số vài chục người, vài trăm người, hay cỡ như cựu Tổng thống Trump thì cũng có được một vài triệu người. Nếu quý vị ra một trang mạng xã hội khác. Còn nếu quý vị không ra trang mạng xã hội khác, quý vị muốn đi vào cái diễn đàn lớn của họ, thì coi như quý vị cũng giống như là trang mạng xã hội của quý vị thôi. Quý vị không tương tác được nhiều, tức là không có tiếp xúc, không có approach được nhiều người khác. Bởi vì cái hệ thống thuật tính toán, nếu những kẻ giám sát cái hệ thống AI biết khuynh hướng chính trị của quý vị là ngược với họ thì họ dùng đủ mọi cách, họ ngăn chặn quý vị. Cách công khai có, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng có, và sử dụng các cái nhu liệu AI đó giảm đi cái sự tiếp cận trong cái video của quý vị hay là trong cái post trên mạng xã hội của quý vị với những người khác không ai nhìn thấy. Giống như quý vị bỏ ra một cái đứng ở giữa một cái nhà hoang cũng không ai nhìn thấy quý vị hết. Mặc dù quý vị vẫn được bước chân vào khu vực đó, nhưng mà họ dồn quý vị vào một cái nhà hoang, không ai nhìn thấy,
không ai nghe quý vị nói cái gì hết. Đây là cái thủ thuật mà các công ty xã hội đang làm đối với mọi người. Do đó ra một trang mạng xã hội khác cạnh tranh với họ, quý vị làm không nổi. Họ xây dựng cái đế chế của họ suốt 20 năm rồi, ít nhất mười mấy năm. Do đó để có được tiếng nói của mình, quý vị là mạnh phải nói ở trên cái mạng xã hội đang có. Còn nếu không, quý vị đi ra sáng lập một trang khác, quý vị chết tươi ngay. Và đã có nhiều người chết rồi quý vị. Còn nếu không phản ứng bằng cách này, thì làm cách nào quý vị có thể đưa được tiếng nói của quý vị ra? Lên trên truyền thông, báo chí hay là trên TV, thì nhóm lực lượng chính trị đối lập nó kiểm soát tất cả lời nói của quý vị. Quý vị không được lên e, quý vị không được nói. Trên mạng xã hội cũng tương tự như vậy. Thì quý vị, không có nghĩa nó bịt hết đường thì người dân không có đường. Quý vị còn nhớ câu chuyện của Libya. Khi mà chế độ Gaddafi bị lật đổ, Gaddafi cai trị suốt mấy chục năm, khống chế cả cái Libya mấy chục năm. Cuối cùng một cuộc nổi dậy của người dân, nó quét sạch luôn cả cái quyền lực của Gaddafi. Và trước đó năm 1997, Suharto cai trị đất nước Indonesia 32 năm. Một trận khủng hoảng kinh tế biểu tình của sinh viên dẫn tới những cuộc bạo động đường phố đã lật đổ toàn bộ chế độ của Suharto. Hay là quý vị, năm 1986, 87, 88 ở tại Philippines, người ta coi ông Marcos là một nhà độc tài và cuối cùng họ sử dụng cái gọi là cuộc phản kháng của người dân, toàn bộ chế độ của Marcos sụp đổ. Thì quý vị, bây giờ cũng tương tự như vậy. Bây giờ cũng tương tự như vậy. Một khi mà tiếng nói của người ta không được tôn trọng và bị giới hạn, bị ngăn chặn, bị làm khó dễ bởi những công ty mạng xã hội này, thì người ta sẽ nghĩ cách khác. Nếu người ta không đủ sức cạnh tranh với những mạng xã hội để đưa được tiếng nói người ta một cách công bằng ra bên ngoài, người ta sẽ dùng phương pháp khác. Người ta sẽ dùng những cách khác để có được tiếng nói công bằng. Và những cách đó cũng giống như những xã hội bị lật đổ. Và quý vị tưởng tượng xem, bây giờ nếu như mà Google, YouTube, Facebook, Twitter, mà bây giờ quý vị, họ tìm cách bức hại và áp lực những người bảo thủ tới mức ngộp thở, thì những người bảo thủ sẽ phải làm gì để bảo vệ cái quyền sống của họ, bảo vệ cái quyền tự do của họ và bảo vệ cho cái quan điểm chính trị của họ này quý vị? Nếu họ cạnh tranh một cách công bằng, họ không đủ sức. Tại vì mấy chục năm nay họ lo những vấn đề khác, họ không lo vấn đề kỹ thuật. Và bây giờ họ cần những cái mạng xã hội này thì lại bị siết chặt như vậy. Quý vị, họ nếu ở những quốc gia tự do dân chủ, họ sẽ dùng lá phiếu của họ, họ sẽ dùng ủng hộ cho những ứng cử viên của họ để bắt đầu có những cái luật lệ chế tài đối với những cái công ty này. Đó là những quốc gia mà có một cái nền chính trị cao như Hoa Kỳ hay là Liên hiệp Âu Châu v.v. Họ sẽ bắt đầu khắc chế và tìm cách giới hạn quyền lực. Còn ở những quốc gia mà độc tài toàn trị với sự cấu kết của các công ty mạng xã hội và nhà cầm quyền cai trị, người dân đã không còn chỗ đứng nữa. Thì quý vị, họ phải dùng phương pháp khác, họ không thể bất bạo động được. Tại vì phương pháp đấu tranh bất bạo động đã không còn hữu dụng. Đấu tranh bất bạo động là nhờ tiếng nói của mình đưa ra bên ngoài, để cho mọi người hiểu được mình muốn nói cái gì, mình muốn đưa quan điểm gì. Và ai đồng ý thì ủng hộ mình, không đồng ý thì thôi. Nhưng bây giờ ngay cả tiếng nói bất bạo động cũng bị bịt miệng luôn. Quyền tự do truyền đạo cũng bị bịt miệng luôn. Thì quý vị, sự phản kháng của người dân nó sẽ ở mức độ khác. Ngược lại, khi cái phương pháp làm việc bằng ôn hòa không được, người ta phải chọn phương pháp ngược lại. Đó là cái chuyện đã bao nhiêu triều đại đã bị lật đổ. Quý vị tưởng tượng đi, trong lịch sử của các quốc gia, kể cả Việt Nam, kể cả Hoa Kỳ, kể cả các quốc gia Âu Châu, những triều đại mà bức hại tiếng nói của người dân, đẩy người dân tới cái mức không còn chỗ để mà phản kháng, thì chuyện gì xảy ra quý vị? Ngay cả quý vị nhớ lúc lập nước Mỹ, sự bức hại của chính quyền Anh quốc đối với những người di dân tới vùng đất này đã khiến người ta đứng lên chống lại chính quyền Anh quốc, lật đổ cái sự cai trị của Anh quốc.
thì cũng giống như những triều đại ở Việt Nam trước đây, hay ở Trung Hoa, hay là ở Âu Châu. Khi người dân đã không còn chỗ đứng, họ trở thành cái vị thế gọi là đặt đâu ngồi đó, cho gì ăn đó, đưa gì thì lấy cái đó, không được phép đòi hỏi, không được phép kêu ca, không được phép phát biểu ý kiến. Họ chích cái gì thì chịu cái đó, họ làm cái gì thì phải chịu cái đó. Thì quý vị, những người dân ở những cái nước mà độc tài toàn trị, có thể cái văn hóa sợ hãi làm cho người ta sợ và người ta chấp nhận số phận. Nhưng mà ở những quốc gia khác chưa chắc. Đó quý vị thấy ở Sri Lanka, khi người dân tràn xuống đường thì họ tràn luôn vào trong cái phủ tổng thống, nơi được xem là bất khả xâm phạm. Khi người dân nổi giận lên thì quý vị nghĩ đi, cái thành trì Silicon Valley có được vững chắc khi người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người bảo thủ, khi họ nổi giận. Khi họ nổi giận thì chuyện gì xảy ra quý vị? Và nhất là những cái tác động về mặt chính trị, những cái trò lạm quyền của đảng cầm quyền, và những cái trò tiếp tay cho sự lạm quyền đó của các công ty truyền thông xã hội, khiến cho những người bảo thủ ở Hoa Kỳ hay là những người bảo thủ ở Âu Châu, họ chịu không nổi nữa. Họ chịu không nổi nữa và họ nghĩ rằng họ phải làm một chút gì đó để mà giành lại tiếng nói, giành lại cái quyền của họ. Nếu mà cất tiếng nói một cách công bằng không được thì họ sẽ dùng cách gì quý vị? Đây là cái giá phải trả, và chính các công ty mạng xã hội đang gây ra một cái tiềm năng bất ổn lớn trên toàn cầu, với cái thái độ gọi là thiên vị chính trị và sẵn sàng cấu kết với nhau để khống chế cái tư tưởng, cái suy nghĩ và cái cuộc sống của người dân. Họ không dừng lại đây đâu, họ sẽ khống chế quý vị. Bây giờ quý vị bị lệ thuộc mạng xã hội, nhưng mai này quý vị sẽ lệ thuộc vào những thiết bị của họ. Từ những cái con chip gắn vào người để đo về sức khỏe, cho tới những cái hướng đi của quý vị dùng Google Maps, dùng tất cả những cái map của họ để mà di chuyển, họ biết hết, họ giám sát hết luôn. Tức là quý vị không còn không gian gì nữa, tất cả kể từ lúc quý vị ra đời cho quý vị lớn lên, hội nhập vào xã hội đều bị họ giám sát bằng cách này hay cách khác, và được che đậy một cách tinh vi hơn. Và họ sẵn sàng, bây giờ đang bước một cái bước nguy hiểm mà không biết rằng sự nguy hiểm này của họ đã mang tới cho chính người dân, những người bình thường, khi họ tiếp tay cho những chế độ độc tài toàn trị, tiếp tục mượn danh nghĩa chúng tôi phải comply những cái local law, tức là chúng tôi phải đáp ứng những cái luật địa phương để bịt miệng hay ngăn chặn những cái tiếng nói của quý vị tới những khu vực đó. Thì quý vị, Silicon Valley rất mong manh. Nhìn nó thì là một cái ổ quyền lực của đám IT và đám Big Tech. Nhưng thật ra quý vị, nó rất mong manh. Và quý vị sẽ nhìn thấy được những cái cuộc gọi là bất mãn của người dân và sự nổi giận của người dân. Bây giờ có thể người dân Mỹ còn chấp nhận được họ nổi giận bằng lá phiếu. Nhưng khi họ không nổi giận bằng lá phiếu nữa mà họ chọn một phương pháp khác, thì chính những Big Tech này đã gây ra một cái cuộc bất ổn lớn chưa từng có trong thế giới. Và từ đây nó sẽ lan rộng ra nhiều quốc gia khác. Khi đám Big Tech này vẫn tiếp tục đóng vai trò kiểm duyệt và chặn đứng những tiếng nói của những người dân, đặc biệt là những người khác khuynh hướng chính trị với họ. Quý vị nghĩ đi, hệ thống kiểm duyệt của Google, hệ thống kiểm duyệt của Facebook, hệ thống kiểm duyệt của Twitter. Quý vị, những hệ thống kiểm duyệt này, họ sử dụng những AI và họ có con người để duyệt xét luôn. Và những con người ở trong cái hệ thống kiểm duyệt này đa phần đều là những kẻ gọi là thiên vị chính trị. Ở trong tất cả những cái ban bệ của họ, kể cả cái quỹ ban họ lập ra, kể cả một cái panel họ lập ra, đều là những thành phần thiên vị chính trị. Và họ dựa trên những quyết định của những cái người này để mà họ quyết định, rồi họ áp đặt những cái ngôn ngữ được đặt ở trong cái hệ thống AI của họ để siết chặt quyền phát biểu của người khác, mà họ cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thì quý vị, khi lửa của con người nổi giận lên thì không ai cản được hết. Nó cũng giống như mẹ thiên nhiên nổi giận, không ai cản được những cái tai họa từ ở thiên tai xuống, thì lửa giận của con người cũng vậy. Quý vị đã chứng kiến rất nhiều những cuộc lật đổ triều đại do cái lửa bất mãn của con người, nó đã lên tới mức cao điểm nhất rồi quý vị. Giờ phút này nó gần đạt tới mức cao điểm thôi, nó chưa tới. Nhưng đi thêm vài tháng, một năm nữa,
Khi tới mức cao điểm, người ta sẽ không chọn một cái giải pháp bình thường để nói chuyện với các mạng xã hội, mà người ta sẽ chọn những giải pháp gay gắt hơn. Và quý vị, lúc đó không một ai an toàn ở bất cứ một chỗ nào. Và các cái nền pháp trị dần dần sẽ bị thu chọn, tại vì không còn ai chấp nhận được luật lệ nữa. Chúng ta đề cao nền pháp trị, mọi người sống tuân thủ pháp luật, với điều kiện nền pháp luật đó không thể bị lạm dụng. Bây giờ đã bị một phía chính trị, một phía cấu kết để lợi dụng luật pháp, khống chế con người, thì nền luật pháp đó không còn giá trị. Và người ta sẽ không nhất thiết là phải tuân thủ cái nền luật pháp bị khống chế, bị lạm dụng và dùng để bức hại những người khác. Ok quý vị, đây là cái bài phân tích Hilton Nhật Ký phần 2 của tôi, cho thấy là có rất nhiều những người ở trên mạng xã hội và ở trên các cái hệ thống xã hội đang bị nó bức hại từng ngày một, và đang bị nó kiểm duyệt từng ngày một bởi cái hệ thống AI. Và điều này sẽ dẫn tới một cái hậu quả khủng khiếp chưa từng có mà thế giới phải chứng kiến. Có thể nó còn khủng khiếp hơn cái cơn đại hồng thủy đã quét sạch những sinh vật ở trên cái trái đất này cách đây mấy ngàn năm quý vị. Thì bây giờ quý vị, nó cũng tương tự như vậy. Nếu các công ty truyền thông xã hội vẫn tiếp tục có cái khuynh hướng thiên vị chính trị và bịt miệng, ngăn chặn tương tác, ngăn chặn những người mà sử dụng mạng xã hội kiếm tiền bằng cách này hay cách khác, thì họ sẽ phải đối diện. Và quý vị, đây chính là cái bài phân tích. Và cá nhân tôi thì tôi nhìn thấy rõ ràng nó đang có một cái xu thế phân ra thế giới lưỡng cực. Và thứ hai là nó đang đẩy con người đi vào cái lửa cực đoan, đi vào cái lửa của sự bất mãn, nổi giận và phẫn uất. Càng lúc người ta càng phẫn nộ nhiều hơn. Họ nhìn thấy được những cái sự bất công, họ nhìn thấy được những cái sự lạm quyền, lợi dụng nền pháp trị để mà trấn áp những giới đối lập. Thì quý vị, cái lửa này nó đang cháy ngầm ở khắp nơi, không riêng gì ở Hoa Kỳ, mà nó cháy ngầm ở khắp nơi, mọi nơi trên thế giới. Có thể Hoa Kỳ là nơi bùng nổ, có thể những nơi khác là nơi bùng nổ, nhưng khi nó bùng nổ, nó không dừng lại được. Nó lan rộng trên toàn cầu nếu những công ty này vẫn tiếp tục khuynh hướng đó. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật Ký phần 2 của tôi liên quan tới cái thái độ thiên vị của các công ty truyền thông xã hội sẽ dẫn tới một cái hậu quả chưa bao giờ có cho trái đất này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 2. Ê, xin lỗi quý vị, phần tin cập nhật thì đúng hơn, tin cập nhật vào chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả khán thính giả ở khắp nơi, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.